Như vậy là 18 trong tổng số 21 người trên chiếc máy bay MI-171 mang số hiệu 01 đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trong số những cán bộ chiến sĩ ấy có thiếu tá huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Trung, người được rất nhiều đồng nghiệp bạn bè yêu mến kính trọng. Người được mệnh danh là người trời, giờ đã không còn tiếp tục huấn luyện cho lực lượng sĩ quan dù kế cận. Với những thành viên đam mê môn nhảy dù thì sự ra đi của người thầy lính dù Đặng Thành Trung là một nỗi mất mát rất lớn. Anh hẹn em nhiều lần ở Hòa Lạc, nhưng không phải cùng về với nhau như thế này. Bầu trời kia vẫn mãi là của các anh. Hôm nay, em ngồi xem lại ảnh này. Em thương anh quá. Đó là những dòng chia sẻ trên trang cá nhân Facebook mà rất nhiều người, trong đó có các học viên trong câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Hà Nội đã gửi đến anh. Thiếu tá, huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Trung. Hai ngày sau vụ tai nạn, dường như những học viên của anh, những người đã nhiều năm được anh huấn luyện bộ môn thể thao này, vẫn không thể tin điều đó là sự thật. Với họ, anh không chỉ là người thầy, mà còn là người anh đầy kính mến và yêu thương. Đau đớn như người em có mất đấy. Thực sự là tôi là bàng hoàng, ngay cả đến giây phút này khi xem lại các hình ảnh và clip anh, mình vẫn không tin điều đó đã xảy ra. Gần như là không thể chấp nhận được, quá choáng, quá sốc. Những hình ảnh được ghi lại bởi chính thiếu tá huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Trung. Trong mỗi chuyến huấn luyện, anh luôn sát sao với các học viên của mình và cũng không quên lưu giữ lại những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời làm kỷ niệm. Gần 15 năm trong nghề, anh được mệnh danh là người rời bởi niềm đam mê vô tận với các môn thể thao chinh phục bầu trời. Không chỉ một mình thực hiện đam mê, anh còn là người truyền cảm hứng đến với những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm này tại Việt Nam. Câu lạc bộ dù lượn Việt Wings được thành lập, anh lập tức tham gia và trở thành nòng cốt của câu lạc bộ. Với khả năng bay lượn chuyên nghiệp cùng tính cách nhiệt tình, huấn luyện viên Đặng Thành Trung đã trở thành cái tên được rất nhiều học viên nhảy dù biết và yêu mến. Anh ấy rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Chính vì vậy thì anh ấy nhận lại được rất nhiều tình cảm từ những người bạn của anh ấy. Tình người, kỷ luật và cái tình yêu với bầu trời. Cái đấy ở anh nó tự nhiên. Từ nay, những chuyến bay huấn luyện nhảy dù sẽ không còn cánh dù của thiếu tá Đặng Thành Trung nữa. Nhưng chắc chắn, những thế hệ học viên, phi công và cả các thành viên trong cộng đồng dù nhảy, dù bay sẽ mãi nhớ về anh và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê chinh phục bầu trời. Đến vùng nào đấy thì mình sẽ luôn mang ảnh của anh ấy và cho anh mới cùng, bởi vì anh ấy cũng rất là đam mê khám phá, đam mê chụp ảnh và đam mê bầu trời. Những thước phim đã được ghi lại cách đây tròn một năm. 49 mùa xuân trôi qua bình dị mà không lãng phí. Vĩnh biệt các anh, những người lính có trái tim đầy tình yêu thương và lòng dũng cảm. Tổ quốc đã đón các anh trở về với lòng đất mẹ.